của sự sống. Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời, và Chúa tánh hóa chúng ta để chúng ta trở thành con cái của Ngài. Chúng ta lần lượt từng người giờ rất khác nhau, nhưng rồi cũng sẽ về với Đấng sáng tạo. Hôm nay đây chúng con cầu xin cho linh hồn Maria làm mẹ của con và các linh hồn đã qua đời. Con xin Chúa ở lòng thương xót đón nhận linh hồn Maria và tất cả các linh hồn vào hội thánh nhân Chúa. Chúng ta cũng dành giây phút này để nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót, xin Chúa thứ tha và xứng đáng trở thành một nhiệm thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi mà âu lo chồng chất, tựa đó hoa mới nở đã tàn. Con người qua mau khác nào bóng câu qua cửa sổ, thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem, còn bắt ra đối chất với Ngài. Còn con người chết là nằm bất động, sẽ ở đâu khi tắt thở rồi? Cũng thế, con người nằm xuống ngủ yên rồi là không thức dậy nữa. Bao lâu các tầng trời còn tồn tại, nó vẫn không thức giấc, không tỉnh dậy, không hết ngủ say. Ôi giả như Ngài giấu con trong âm phủ, cất con ở đó cho đến lúc cơn giận Ngài nguôi, cho con một thời hạn, rồi lại nhớ đến con. Vì đã chết rồi, làm sao con người sống lại được? Trong suốt cả thời gian khổ dịch, con vẫn cứ đợi chờ cho tới khi Ngài nâng con dậy. Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa. Bởi vì Ngài những khát khao mòn mỏi, nhìn thấy công trình do tay Ngài làm nên. Đó là lời Chúa. Bye.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống lại. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Martha đáp: thưa thầy có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Khi còn sống, mẹ con bà cố Maria rất thích hoa. Bà thường mua hoa về cắm vào bình rồi dâng lên bàn thờ. Những bông hoa dường như trông đẹp hơn khi chúng được dâng lên Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dựng nên những loài hoa chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng cho chúng ta thấy vẻ đẹp độc nhất vô nhị của chúng. Những bông hoa Chúa dựng nên dường như cũng cho ta hiểu thêm về thân phận của mỗi con người. Chúng ta chỉ sống trong một thời gian nào đó ngắn ngủi thôi. Ngay cả 100 năm đi nữa dường như cũng vẫn là ngắn ngủi. Nhưng cũng giống như một bông hoa, mỗi người chúng ta mang vẻ đẹp tâm hồn khác nhau sắc mỗi ngày. Chúng ta hãy đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho những người xung quanh mình. 85 năm cuộc đời trên dương thế, con tin rằng mẹ của con đã đem lại cho những người thân trong gia đình nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Chính Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta điều đó. Ngài nói: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy dù đã chết cũng sẽ được sống. Nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô đã phục sinh chiến thắng sự chết, đức tin và hy vọng của chúng ta vào sự sống lại tất cả mọi người, trong đó có bà cố Maria, chính là nguồn sức mạnh giúp cho chúng con vượt qua nỗi đau này. Chúa Giêsu Kitô chính là nguồn an ủi cho những ai đang khóc thương cho những người thân của họ.
Vì vậy gia đình chúng con khóc thương bà cố Maria trong niềm hy vọng rằng cái chết không phải là sự kết thúc, nhưng là sự sống vĩnh cửu bắt đầu. Bởi vì Thiên Chúa đã bảo đảm với tất cả chúng ta qua lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto rằng: nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không sống lại, và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì mọi lời rao giảng đều vô nghĩa. Trước khi mẹ con mất thì con cũng đã may mắn có nhiều dịp điện thoại nói chuyện với bà cố, và có một điều bà vẫn luôn nhắc nhở con rằng đó là chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta ơn cứu độ mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, nơi bàn tiệc thánh này, trước hết chúng ta dâng lời chúc tụng ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta người con yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người mà chúng ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, gia đình chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng con người mẹ yêu dấu bà cố Maria, người đã chia sẻ cuộc sống của mình với chúng con và những người xung quanh khi vui cũng như khi buồn, trong khổ đau và trong hạnh phúc. Bà cố chính là người đã vun đắp và nuôi dưỡng anh em chúng con trong đức tin và một Thiên Chúa nhân lành, người không muốn bất kỳ ai phải hư mất. Nơi bàn tiệc thánh này, chúng ta dâng lời ngợi khen và tạ ơn Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến thân mình cho tất cả mọi người được sống. Và vì lời Chúa bảo đảm với mỗi người rằng: ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Gia đình chúng con dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu Kitô vì đã ban cho chúng con bà cố Maria, người đã hy sinh mọi thứ để đem lại cho chúng con niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Cùng xin Thiên Chúa là Cha hay thương xót, Chúa đã gọi linh hồn Maria ra khỏi đời này về với Chúa. Nhờ lòng nhân hậu Chúa, xin Chúa tẩy sạch mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Nguyện xin Cha giàu lòng từ bi, chiếu ánh sáng tôn nhân thánh của Cha xuống trên linh hồn Maria và thương đón nhận linh hồn Maria vào nước của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta dâng lời cầu xin cho linh hồn Maria. Chúng con cầu xin và tạ ơn Chúa thay cho linh hồn Maria. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu lỗi mà linh hồn Maria đã vấp phải khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria mà chúng con cầu nguyện hôm nay về hưởng nên thánh Chúa trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, đỡ lên những người trong gia đình chúng con để chúng con có thể vượt qua sự thương tiếc người thân đã ra đi. Xin cho chúng con được sức mạnh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia tộc, dòng họ, gia đình chúng con để chúng con luôn biết nao đi nước tốt lành của tổ tiên. Chúng con cầu xin. Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã bảo đảm với chúng con rằng Chúa sẽ không để bất cứ người nào ra được. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ lời lạy Cha, để ra cùng hôn lên dân Chúa và hiểu lên cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa đoái thương tôi tơ Chúa là linh hồn Maria, mà trong ngày án tăng chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này. Chúa lấy lòng từ ái tay xoa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng từ cả tôi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và những nơi nương nhau ở trần gian vì nghi diệt tiêu tan, thì lại được một Chúa ở vinh viên trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lân thiên thần, các bể thần và quán thần, cùng toàn thể đạo đức thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: đây là mầu nhiệm đức
Lạy Chúa sinh ra lên tôi, tôi Chúa là và cổ Maria Phạm Thị Sâm, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh chung yêu thê và theo thê thích người dây chúng ta giam nguyện rằng chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng cho chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các chị đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thêm quan cho hội thánh được bình an và nhận theo thánh linh Chúa. Chúa hằng sống và hiệp trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng là cùng anh chị em. Lạy Chúa Thiên Chúa, để đứng xóa tội trần giáng phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lớn bằng nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, vì linh hồn con sẽ an thân.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con này xin Chúa cho tôi cơ Chúa là linh hồn Maria đã lìa khỏi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ nghi lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa ban cho chúng con toàn. Có vài lời cảm ơn. Trước hết con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con hồng ân đặc biệt trở thành một linh mục phục vụ trên cánh đồng truyền giáo của Người. Tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội giữa những khó khăn của dịch bệnh để dâng lễ tiễn đưa mẹ của con bà cố Maria Phạm Thị Sâm về nơi an nghỉ trong Chúa. Con xin cảm ơn cha chánh xứ John Bautista Nguyễn Quang Tuyến đã cho phép con được cử hành thánh lễ an táng cho mẹ con hôm nay ở giáo xứ. Con cũng nhân dịp này xin cảm ơn cha xứ và cộng đoàn giáo xứ đã hiệp thông dâng lễ và cầu nguyện cho con trong lúc con chuẩn bị khấn chọn và khi được thụ phong linh mục ở Chicago tháng 5 năm 2021 vừa rồi. Cảm ơn cha xứ và cộng đoàn vẫn luôn nhớ đến con và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào có thể. Con xin cảm ơn các cha đồng tế. Cảm ơn các cha đã dành thời gian quý báu, không ngại đường xa và hạn chế trong dịch bệnh để đến đây dâng lễ cầu nguyện cho người mẹ đã quá cố của con. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý cha và các anh em trong dòng Ngôi Lời, tuy không thể đến tham dự thánh lễ nhưng đã hiệp thông qua lời cầu nguyện cho bà cố Maria. Cảm ơn quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Nam Thái đã giúp đỡ cho việc chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm nay và giúp cho thánh lễ được diễn ra long trọng và đầy ý nghĩa với gia đình con. Con xin cảm ơn cả đoàn. Sau cùng, thay mặt gia đình, con xin cảm ơn toàn thể quý cha, quý sơ, quý thầy, quý ông bà anh chị em cùng quý vị ân nhân, người thân, họ hàng, bạn bè của gia đình con đã đến đây tham dự thánh lễ an táng cho mẹ con. Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị chắc chắn sẽ được Thiên Chúa lắng nghe và là nguồn an ủi to lớn cho gia đình con lúc này. Con cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria, mẹ con, cho gia đình con và cho con được mạnh mẽ hơn trên con đường phục vụ Thiên Chúa, giáo hội và tha nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả và gìn giữ quý cha, quý sơ, quý thầy và quý ông bà anh chị em trong thần khí của Người luôn mãi. Amen. Và sau thánh lễ thì cũng xin mời quý cha và quý vị nán lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình chúng con tại hội trường giáo xứ. Con xin cảm ơn. Anh chị em thân mến, người chị em tín hữu của chúng ta là vợ của Maria đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy có cho người chị em tín hữu này cho lòng thương xót đầy lớn ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với vợ của Maria bằng lời cầu nguyện để vợ của Maria nhờ biết tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng với bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con gái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang đau buồn khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng với vợ của Maria ra đón gặp Đức Kitô khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Thank you.
lại cho cốt của tôi tới Chúa nơi nhà chờ phục sinh của giáo xứ, để tôi tới Chúa chờ ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống lại trong vinh quang, và cho tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ gọi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi bà cố Maria cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho bà cố Maria được sống lại trong ngày sau hết. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương nên tôi tớ Chúa là bà cố Maria đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thanh y Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thành đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời xin Chúa nhân lành thương cho tôi tớ Chúa là bà cố Maria được xung họp với hàng ngũ các thiên thần và các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho bà cố Maria được yên nghỉ muôn đời. Và cho ánh sáng làm thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Ôi, một bài hát linh ca ngợi. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Mẹ bao la,
vừng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thành cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Chúa trời xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện cho cơn
giữa chúng con cho mọi sự hiểu an. Cường thân cường tình rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Mẹ ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trong đời đồng chinh. Cầu cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Xin hát một bài cầu cho cha mẹ. Xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta có mặt trên cuộc đời nhờ hồng ban của cha và mẹ. Xin cầu cho những người đã khuất và những người còn đang sống. Xin Chúa thương nhìn điều và chức lành cho các nhà thương mại. Con xin ra Chúa nghe chúng lành, Chúa